Tại Huế, nhiệt độ phổ biến ghi nhận trong ngày 28 tháng 5 là 37 độ C, nên nhiệt này đã duy trì trong gần một tuần qua, gây nên nhiều xáo trộn trong cuộc sống của người dân nơi đây. Điều đáng nói, nắng nóng cộng với việc mất điện vào ngay giữa trưa ở một số khu vực gây nên cảm giác bức bí rất khó chịu. Đợt nắng nóng thứ hai diễn ra trong khoảng thời gian các em học sinh ôn thi tốt nghiệp phổ thông trung học nên cũng ảnh hưởng một phần đến sức khỏe. Đợt nắng nóng có khả năng kéo dài thêm 2 ngày nữa, trước khi chịu tác động của khối không khí mát từ phía Bắc tràn xuống. Theo cơ quan khí tượng, tháng 6 các tỉnh miền Trung sẽ đối mặt với 3 đến 4 đợt nắng nóng với cường độ khá gay gắt.